Nhà nha, hôm nay thì Kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái kết quả trận đấu giữa Sài Gòn FC gặp câu lạc bộ BKM Bình Dương trong khuôn khổ là vòng đấu cuối cùng, vòng đấu để quyết định được cái tấm vé của Sài Gòn FC hay là Hà Tĩnh sẽ ở lại V-League vào năm sau. Và hiện tại bây giờ thì Sài Gòn FC đã có bàn thắng mở tỷ số trước BKM Bình Dương ở ngay phút thứ 8 nha quý vị. Còn bên kia thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa đang còn hòa nhau với tỷ số 1 đều. Nếu như mà kết quả này được giữ nguyên cho tới hết trận thì Sài Gòn FC chính thức trụ hạng, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải xuống hạng. Vì là Sài Gòn FC họ cho dù là bằng điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên cái bảng xếp hạng nhưng mà họ hơn về chỉ số đối đầu, cho nên là Sài Gòn FC sẽ được ở lại V-League, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải xuống hạng. Và hy vọng rằng những cái phút sắp tới thì hai trận đấu này sẽ có nhiều bàn thắng để phục vụ cho khán giả của các đội xem một cái trận đấu cuối cùng của V-League thật là hay nha quý vị. Và bây giờ xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Nghe cái thông tin hay thì hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.